Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Thì trên tay mình đang chính là mẫu flycam C-Flyfair. Thì như anh em cũng đã biết, C-Flyfair là một trong những mẫu flycam mà phải gọi là giá tầm trung và cũng được xếp vào gọi là dòng giá rẻ nữa nha anh em, mà lại còn được trang bị gimbal 30. Hiện tại bây giờ không có một sản phẩm nào mà bằng giá với C-Flyfair mà lại được trang bị thêm gimbal 30 đâu. Đây là một dòng sản phẩm duy nhất và đặc biệt. Và không chỉ những trang bị dòng gimbal 30 mà nó còn cải tiến và nâng cấp lên thành camera 4K. Thì như anh em có thể tham khảo ở video trước, mình đã mở hộp cho anh em xem cái mẫu C-Flyfair 4K và cũng như là có một vài cái khác biệt so với lại cái mẫu 1080. Thì trong cái video này mình sẽ quay phim và chụp ảnh cho anh em xem. Thì mình có nghe một thông tin, đó chính là mẫu này thì quay video vẫn là sử dụng khung hình của Full HD và chụp ảnh thì là 4K. Thì khi mà mình quay và chụp hình, mình sẽ để kèm cái thông tin khi mà mình lên video, lên máy tính để mình check cái thông tin, thì mình sẽ chụp lại, mình sẽ để kế bên để cho anh em xem là cái mẫu này có phải đúng như vậy hay không. Và mình cũng đã chuẩn bị xong rồi, mình cũng đã gắn thẻ nhớ rồi. Thì cái khe gắn thẻ nhớ là ở dưới bụng nha anh em. Ở dưới đây có một cái nắp bật nè, anh em chỉ cần bật lên và gắn thẻ nhớ vào. Và mình cũng đã đặt điện thoại và cũng như là bung hết tất cả các cánh ra rồi. Thì bây giờ mình chỉ việc kết nối và mình sẽ bay lên cho anh em tham khảo video và những cái bức hình mà mình chụp lại. Ok, bây giờ thì xin mời anh em cùng theo dõi nhé. Thì đây chính là cái nút nguồn của tay cầm nha anh em. Thì khi mà anh em bấm thì anh em giữ một cái thì nó sẽ phát cái đèn ở trên đây đó, và nó sẽ có âm thanh. Còn ở trên flycam thì phía sau cái đuôi của flycam sẽ có một cái dãy màu trắng, thì anh em bấm vào đây nó cũng sẽ đó, nó sẽ phát ra âm thanh của flycam và nó có cả cái đèn nữa nha anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ phải gọi là kết nối wifi với lại flycam. Thì các bước này gọi là các bước cơ bản của hầu hết tất cả các mẫu flycam rồi nha anh em. Thì cái này mình cũng chỉ quay lại dành cho những bạn nào mà gọi là mới tập chơi thôi. Còn những bạn nào mà đã tham khảo và đã biết rồi á, thì anh em có thể gọi là tua nhanh qua cái vòng này. Đó, thì cái phần mềm là nó có tên C-Fly, thì mình sẽ để cái biểu tượng và cái tên của cái phần mềm cho anh em dễ biết ha. Rồi, khi mà anh em bấm vô thì anh em sẽ bấm vô cái Star Flying này. Đó. Rồi, hình ảnh đã truyền về rồi nha anh em. Rồi, thì khi mà nó thông báo cái gì á thì anh em cứ việc bấm OK đi. Đó, để cho nó giống như là nó kết nối á, thì nó sẽ dăng ra rồi anh em vào lại thôi, không có gì hết. Rồi, thì đã truyền hình ảnh về. Và mình để ý ở trên cái màn hình của mình, cái chỉ số GPS là 4. Thì bây giờ mình sẽ phải đợi, mình sẽ phải đợi cái chỉ số GPS này phải lên cỡ tầm 13 thì mình mới có thể là bay cho anh em xem được. Rồi, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua về những cái nút ở trên tay cầm để cho anh em có thể hiểu thêm ha. Thì đây chính là hai cái cần joystick mà để mình điều khiển cái flycam. Thì cái cần bên tay trái này, khi mà anh em đẩy lên thì flycam nó sẽ nâng độ cao lên, anh em gạt xuống flycam nó sẽ hạ xuống, có nghĩa là đáp cánh anh em. Khi mà anh em đáp á, lúc mà nó đáp xuống mặt đất rồi thì anh em ráng đè cái cần này xuống hết luôn giúp mình để cho flycam nó có thể tắt động cơ. Còn bên đây là xoay trái, gạt qua bên đây là xoay phải. Còn cần bên đây là cần điều hướng, anh em sẽ bay tới, bay lui và qua lạng qua phải và lạng qua trái đó. Còn cái nút mũi tên lên xuống này, đó chính là cái mũi tên tự động cất hạ cánh. Khi mà anh em để trên một mặt phẳng, anh em không biết cách khởi động flycam, anh em bấm cái này thì flycam nó sẽ tự động bay lên với một cái khoảng độ cao nhất định, nó sẽ đứng lại cho anh em để anh em điều khiển ha. Còn bên đây chính là nút quay phim và chụp hình, thì nó có biểu tượng luôn, anh em rất là dễ nhận biết ha. Còn góc ở bên trên đây có một cái mũi tên và có chữ H ở phía dưới, đó chính là cái tính năng Return Home. Đây là một cái nút mà gọi là được gắn ở trên tay cầm để những trường hợp khẩn cấp thì anh em có thể bấm liền luôn để khỏi phải bấm ở trên cái ứng dụng này. Rồi, còn chính đây, còn đây bên đây là chế độ mod. Thì cái chế độ mod này anh em có thể chuyển đổi sang chế độ mod không GPS. Thì khi mà anh em bay không GPS á,
anh em sẽ bay ở trong nhà. Nhưng mà mình khuyên là không nên dùng tính năng này, bởi vì nó sẽ bị trôi flycam. Anh em không quen á, thì anh em sẽ bị sự cố gì đấy. Đó, thì khi mà anh em muốn đổi thì anh em sẽ đè vào. Đó là nó sẽ kêu tít tít một cái. Đó, và ở trên cái màn hình của anh em nó sẽ để thanh thông báo là chuyển sang cái chế độ là attitude. Đó, còn khi mà anh em đè lại, nó sẽ báo lại thì ở trên cái màn hình nó sẽ để là position. Đó, position có nghĩa là anh em bay có GPS thì nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều. Rồi, GPS của hiện tại của mình đang là 12 rồi anh em. Góc ở trên đây nè, anh em có thể nhìn thấy ha. Đó, thì bây giờ mình đã có thể cất cánh, gạt chéo hai cần ra ngoài giúp mình. Đó là flycam nó đã khởi động rồi nha anh em. Đây, mình sẽ làm lại cho anh em xem ha. Anh em sẽ gạt chéo hai cần ra. Đó, là flycam nó đã khởi động rồi.
Vừa rồi anh em cũng đã tham khảo xong một đoạn video ngắn và cũng như là một vài cái bức hình. Thì hiện tại mình đang quay ở giữa một cái trời rất là nắng, nên là đổ rất là nhiều mồ hôi. Nên là anh em thương tình thì hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube của Linh Kiện Store nhé. Và nếu như anh em đang yêu thích mẫu này thì hãy nhớ like để mà còn theo dõi thêm. Mình sẽ test thêm cái tính năng của cái mẫu C-Flyfair này cho anh em cùng tham khảo. Nếu anh em nào đang muốn biết giá bán của sản phẩm này thì hãy truy cập vào đường link ở dưới phần mô tả, mình cũng có để kèm theo, chỉ cần click vô là anh em sẽ ra rất nhiều thông tin về sản phẩm này và cũng như là kèm giá bán khuyến mãi cho anh em. Hẹn anh em ở một video sau, mình sẽ trải nghiệm thêm, mình sẽ test tính năng cho anh em cùng tham khảo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở một video tiếp theo.